Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 2. Những người vượt biển ra Bắc. Chuyến vượt biển đầu tiên đưa vũ khí vào khu năm không thành. Đồng chí Lưu Đức ra Hà Nội báo cáo với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về chuyến đi đó. Quân ủy Trung ương nhận định việc dùng thuyền gỗ chạy bằng buồm chở vũ khí vào chiến trường có rất nhiều khó khăn và không an toàn. Vì vậy, Bộ Quốc phòng chỉ thị cho tiểu đoàn 603 tạm ngừng hoạt động để tìm một phương thức vận chuyển mới trong lúc chờ đợi số anh em tiểu đoàn 603 được điều sang tiểu đoàn 301 dùng sức mở con đường xuyên Trường Sơn. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam được thành lập. Tháng 1 năm 1961, Bộ Chính trị chỉ thị tích cực tiêu diệt sinh lực địch bảo tồn và phát triển lực lượng ta làm tan rã chính quyền và lực lượng địch trên phạm vi ngày càng rộng lớn tạo điều kiện và mọi thời cơ thuận lợi để đánh đổ chính quyền mỹ diệm thực hiện chỉ thị của bộ chính trị nhiệm vụ vận tải chiến lược phải theo kịp tình hình phát triển của chiến trường nếu có điều kiện phải đi trước một bước tuyến đường trường sơn chi viện cho miền nam còn vài ba năm nữa mới vươn tới miền đông nam bộ còn đồng bằng nam bộ thì thật khó mà vươn tới song vũ khí cho chiến trường nam bộ đang là đòi hỏi cấp bách có tính sống còn đối với phong trào cách mạng ở đây tiếp tế cho nam bộ vào thời điểm này không còn con đường nào khác hơn là con đường biển con đường chi viện trên bộ hiện tại mới tới khu 5. Song do sử dụng phương thức vận tải thô sơ nên còn hết sức gian nan, hiệu quả không lớn. Mỗi chiến sĩ giỏi cũng chỉ gùi được 20 ký hàng, muốn chở 10 tấn hàng cần có 500 người, ấy là chưa kể ốm đau. Địch đánh phá và người phục vụ cho 500 người gùi hàng trên và tổn thất do nhiều nguyên nhân khác. Vậy, 100 tấn hàng, 1.000 tấn hàng và hàng trăm ngàn tấn hàng cho chiến trường cần bao nhiêu người và phải làm trong bao năm? Nếu thông con đường biển, 100 tấn vũ khí, chỉ một con tàu và 15 thủy thủ là trong một tuần hàng có thể tới cực nam bộ đó là bài tính để tạp quyết tâm trong khi chờ đợi một phương thức vận chuyển vũ khí từ miền bắc đi bằng đường biển vào miền nam trung ương đảng chỉ thị cho các tỉnh nam bộ chuẩn bị bến bãi và cho thuyền ra miền bắc vừa thăm dò mở đường nghiên cứu phương tiện vận chuyển trên biển và báo cáo tình hình nếu có điều kiện thì chở vũ khí về chỉ thị của Trung ương Đảng phù hợp với lòng mong mỏi của các địa phương. Do vậy, trong một thời gian ngắn, các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Bà Rịa đã gấp rút chuẩn bị, tổ chức các đội tàu, mua sắm thuyền lưới và chọn người để lên đường vượt biển ra Bắc. Lịch sử Lữ đoàn 125, tức đoàn tàu không số, nhà xuất bản quân đội nhân dân, năm 2001. Chuyện của anh Sáu Giáo và anh Sáu Đức Nhận được chỉ thị của Trung ương, tỉnh ủy Bến Tre, quê hương phong trào đồng khởi, đã giao cho anh Nguyễn Văn Khước, tức năm chung hay còn gọi là Mười Khước, bí thư tỉnh ủy và chị Nguyễn Thị Định, người đã vượt biển ra Bắc, xin vũ khí từ năm 1946, lo tổ chức chuyến đi. Trong thời gian ngắn, Bến Tre tổ chức được hai đội tàu. Đội tàu thứ nhất do anh Sáu Giáo, tức Đặng Bá Tiên, làm đội trưởng. Anh Nguyễn Văn Kiệm, tức Năm Tiến, bí thư chi bộ. Các thành viên gồm có Huỳnh Văn Mai, tức Nguyễn Văn Giới, tức Mai Đen, Đặng Văn Bê, tức Hai Thọ, Lê Văn Nhung, Hai Hùng và Nguyễn Văn Đức, Sáu Đức. Đội tàu thứ hai do anh Lê Công Cẩn, tức Nam Công, phụ trách. Các thủy thủ gồm Nguyễn Văn Hớn, Nam Thanh, Nguyễn Văn Hải, Huỳnh Phước Hải, tức Sáu Hải, Văn Công Cưỡng, Bùi Văn Ẩn, tức Nam Thăng, Nguyễn Văn Luông, Hai Sơn, Huỳnh Văn Tiến, tức Huỳnh Văn Mười, tức Mười Tiến. Có lẽ, nhờ cái duyên với con đường vận chuyển, chở vũ khí trên biển, nên cách đây đã chục năm, tôi may mắn gặp được anh Đặng Bá Tiên, tức Sáu Giáo, người phụ trách đội thuyền thứ nhất của Bến Tre, đã vượt biển ra Bắc vào năm 1961. Anh Sáu Giáo nhỏ người, sức khỏe không mấy tốt, nhưng trí nhớ chưa hề cùng mòn. Tôi và anh ngồi nói chuyện trong ngôi nhà số 272 ở đường Minh Phụng, quận 5, nơi gia đình anh cư ngụ. Phía ngoài, xe máy lao rào, đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh là sự ồn ả triền miên của âm thanh động cơ đủ loại. Nó ù ì, dai dẳng như thế một dòng chảy, không dứt. Đứng trên lầu cao nhìn xuống, xe máy đang cài xuôi ngược, hối hả, giống kiến lúc vỡ tổ. Cả thành phố ngồi trên yên xe câu chuyện lắm lúc gián đoạn bởi thứ âm thanh kỳ quái mà chỉ Việt Nam mới có đó. Đặng Bá Tiên sinh ra trong một gia đình công giáo, bố làm trùm họ, nhưng anh lại là đảng viên cộng sản, một đảng viên trẻ, 18 tuổi. Năm cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, anh tham gia vận tải, quân lương lên Điện Biên Phủ. Thời đó, Thanh Hóa nổi tiếng bởi những chiếc xe đạp thồ sau này có người nói rằng chúng ta thắng ở lòng chảo tây bắc ấy là nhờ những chiếc xe đạp có lý sau hiệp định geneva giáo dân miền bắc trong đó có giáo dân vùng nga sơn thanh hóa quê anh lũ lượt theo chúa vào nam mê muội cuồng tín họ dắt díu bồng bế nhau hớt hải xuống tàu nhìn bà con giáo dân nháo nhác như gà con tìm mẹ vừa tức, vừa thương. Anh Sáu kể, biết họ ăn phải bùa ngải, bị lừa mà bất lực. Nhu cầu tâm linh khi được gợi dậy cũng có sức hút như nam châm đối với vụng sắc. Hồi đó tôi có tên trong danh sách đi du học nước ngoài, nhưng cuối cùng lý lịch xuất thân trong gia đình công giáo của tôi có lẽ đã gợi mở, lóe ra cái gì đó để những người làm công tác tổ chức dày kinh nghiệm bắt đầu có quyết định khác một buổi chiều anh ngô thuyền thời ấy là bí thư tỉnh ủy cho gọi tôi lên đến phòng làm việc của anh tôi nhận ra vài ba đồng chí cán bộ cao cấp của bộ công an sau những chào hỏi các anh mật giao nhiệm vụ cho tôi di cư trà trộn vào số giáo dân đi nam để tính kế lâu dài. Tôi bất ngờ ngớ ra. Anh Ngô Thuyền nhìn tôi nói. Chú đừng sợ đơn độc. Tổ chức luôn luôn bên cạnh. Tôi đâu sợ điều ấy. Tôi biết tổ chức luôn sát mình chứ. Nhưng vẫn có cái gì đó ngỡ ngàng, bối rối. Tôi chưa lần đến tình huống này. Vậy là đang là một cán bộ cưỡng ép di cư đang lớn tiếng hô hào bà con giáo dân, đừng tin những lời dụ dỗ sàng bày mà bỏ quê hương bản quán, lại là kẻ trở mặt, chui lủi lặng lẽ ra đi. Lúc đó tôi đã có vợ, cô ấy cũng đảng viên. Anh Sáu cười. Đảng viên nhưng lúc cưới, chúng tôi vẫn làm lễ ở nhà thờ đó nghe. Tổ chức gợi ý, nếu cả hai vợ chồng cùng di cư là thuận nhất tôi cũng nghĩ nên như vậy ngặt nỗi vào thời gian ấy vợ tôi đang mang bầu nên đành lủi thủi một mình tôi hỏi chị cũng đồng ý để anh di cư không đồng ý sao được anh sáu cười vui đảng viên thì phải chấp hành lệnh của đảng chớ rồi anh xuống tàu từ thanh hóa theo ô tô đi Hải Phòng. Từ Hải Phòng, xô nhau xuống tàu há mồm, để ra tàu Mỹ đổ tích ngoài khơi. Ba ngày sau, đến Sài Gòn. Hàng ngàn người nhất nha nhất nhát đổ xuống cái thành phố xô bô xa lạ ấy. Những người đón tiếp thông báo Ai có người thân khai báo để đoàn tụ Ai không có thì lên xe tôi thuộc diện thân cô hôm sau ô tô chở tới một khu thuộc châu thành mỹ tho tại đây tôi phát hiện ra điều bất lợi có nhiều người đến trước là dân nga sơn họ thừa biết tôi từng giữ vai trò gì trong số đó có vị cha xứ chắc chắn chưa thể quên người con trai ông trùm họ một lần tôi và tổ du kích đã phục kích quả tang vị cha xứ này khi lão đang ngủ với người đàn bà quá trong nhà thờ. Lúc chúng tôi đạp cửa ập vào, lão hoảng loạn bật dậy, tay vơ quần áo, miệng lắp bắp điều gì, như thể cầu nguyện. Còn người đàn bà bản lĩnh hơn, để nguyên cái cơ thể ngùng ngộn trắng lốp ấy, chị khinh khỉnh bước qua mọi người ra ngoài. Sau này nghĩ lại, tôi không khỏi buồn cười về sự ấu trĩ, nông nổi và tự trách mình vớ vẩn. Cái việc riêng tư vặt vảnh ấy đâu quan trọng tới mức phải huy động đến súng ống du kích. Nhưng thời bấy giờ nó vậy. Biết khó ở lại Châu Thành, tôi liền lẫn đi nơi khác. Tôi tìm cách sang Đồng Tâm, nơi đây cũng đông giáo dân di cư, nhưng toàn người phát diệm không một ai quen người phát diệm nơi đây sống bằng nghề dệt chiếu mình người nga sơn làm chiếu là gia truyền nên hòa nhập rất nhanh tôi làm công nuôi thân nhưng anh là cán bộ của bến tre tôi sốt ruột hỏi chuyện dài lắm chừng nửa năm sau nghe đồn ở bến tre đang mộ người đắp đê vậy là đi ở bến tre mấy năm liền vừa kiếm sống, vừa hoạt động. Lúc nhận nhiệm vụ ra Bắc, tôi là thành viên của đoàn chủ tịch mặt trận tỉnh. Anh kể kỹ khúc đó nghe anh Sáu. Tôi nói. Ngày ấy, chị Ba Định kêu tôi lên hỏi. Anh trở về Bắc được không? Tôi đáp. Nếu đảng quyết, thì tôi chấp hành. Vậy, anh chuẩn bị vượt biển ra ngoài. Nghe, việc quan trọng đó Nhận chỉ thị rồi, tôi ra Long Hải, mua được chiếc thuyền cánh dơi của một giáo dân miền Bắc di cư, về Sài Gòn, lắp thêm chiếc Yamaha 10 sức ngựa, rồi dông về cùng lợi. Anh Kiệm, anh Nhung, anh Hai B ra đón, đó là đầu tháng 5 năm 1961. Tôi tuôn lên Ba Tri, hồi đó tỉnh ủy đóng ở đây, để báo cáo. Anh Mười Khước rất vui, hỏi Vậy mấy anh có tính lúc nào lên đường? Tôi đáp Đầu tháng 6 có gió nam đi vào dịp ấy thuận Với nữa cũng cần có thời gian để anh em làm quen thuyền, thử thuyền và sắm lưới cụ Anh Mười nhất trí Đề đạt với bí thư tỉnh cho thuyền ra Bắc vào đầu tháng 6 Còn lý do nữa trong lần sắm vai một giáo dân đi tìm người nhà từ bến tre ra Huế nhằm thăm dò tình hình địch theo ý kiến chị Ba Định. Tôi phát hiện ra các đơn vị lính Ngụy đóng ở miền Trung nơi thuyền chúng tôi sẽ đi qua thường nhận lương vào khoảng mồng 2 đến mồng 5. Có tiền, chúng hay la cà quán xá nhậu nhẹt, chảnh mãn việc tuần tra. Thuyền đi qua vùng biển miền Trung dịp đầu tháng sẽ nhiều thuận lợi. Cuối tháng 5, phương tiện của một thuyền làm nghề đánh bắt cá, sắm đủ. Tổ chức cũng đã lo xong giấy hành nghề và căn cước. Ngày mùng 1 tháng 6 năm 1961, đồng chí bí thư tỉnh ủy Mười Khước đến giao nhiệm vụ và chia tay với đội thuyền. Anh dặn rằng, phong trào cách mạng Bến Tre có phát triển hay không phụ thuộc khá nhiều vào chuyến đi của đội mong rằng khi về anh em chở thật nhiều vũ khí tỉnh ủy và nhân dân bến tre chờ đón từng ngày anh cũng dặn là phải tuyệt đối giữ bí mật nhiệm vụ sống đệ dạ chết mang theo đây là công việc tuyệt mật một chủ trương lớn của đảng mặc dù sau đó thuyền chúng tôi không có điều kiện trở lại bến tre song những năm kế đấy sau lần vượt biển ra Bắc của chúng tôi, đã có 23 lượt con tàu của đoàn tàu không số vượt biển, chở hàng ngàn tấn vũ khí vào cho quê hương đồng khởi. Các anh Nguyễn Văn Tiến, Huỳnh Văn Mai, Nguyễn Nhung, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Bê đều là những con người trung kiên được đào tạo và trở thành những cán bộ nhiều lần cùng đồng đội đưa tàu chở vũ khí vào Nam Bộ, lập nên những chiến công xuất sắc. Rồi anh Sáu khoe rằng anh vừa trở lại Bến Tre làm một cuộc gặp mặt giữa những người vượt biển ra Bắc thời năm 1961 với lãnh đạo tỉnh và bà con Thạnh Phong, Thạnh Phú, những người đã đùm bọc cưu mang. Vui và cảm động Tiếc là sáu anh em đi trên chuyến thứ nhất không còn đủ. Anh Nguyễn Văn Kiệm tức năm tiếng, anh Lê Văn Nhung tức hai hùng, anh Đặng Văn Bê đã qua đời. Tôi kể với anh cháu rằng hơn chục năm trước, trong lần đi với đoàn làm phim về Bến Tre, tôi có tới thành phố tìm gặp anh năm tiếng. Hồi đó anh cũng yếu rồi, anh sống trong ngôi nhà lá sơ sài ngay trong vườn dừa của mình gầy gò hom hem tội lắm anh sáu cắt ngang anh ấy mất đã mấy năm cuối đời cũng cực trong số sáu anh em chỉ còn sáu đức là còn khỏe anh hỏi chú gặp sáu đức chưa đức đi nhiều chuyến biết nhiều chuyện tôi lái qua chuyện khác dạo ấy ra bắc mọi người đều về đoàn tàu không số riêng anh sáu à chuyện là thế này anh sáu ngừng lại chị lương thị minh xuân vợ anh một phụ nữ đẩy đà tóc đại điểm bạc đưa vào hai cốc nước tôi mời chị cùng ngồi nhưng chị ý nhị từ chối Bà vừa ở trong đoàn bác sĩ Việt Nam sang Nhật họp hội nghị di chứng chất độc màu da cam về đó. Anh Sáu đẩy cốc nước sang tôi nhìn theo vợ giải thích. Chú vừa hỏi tại sao tôi không về đoàn tàu không số phải không? Có lẽ cũng tại bà ấy. Tại bà ấy? Biết tôi ngạc nhiên nhưng anh Sáu không vội anh bảo tôi uống nước rồi kể giọng dí dỏm ra miền bắc dịp đó tôi và anh em trong đội được gặp anh lê duẩn trung ương muốn biết cụ thể hơn phong trào đồng khởi ở bến tre tôi báo cáo những gì đã chứng kiến anh ba duẩn vui lắm cuối buổi anh hỏi chuyện vợ con tôi thưa thật vậy là anh ba cho người điện về thanh hóa thanh hóa trả lời rằng chị Lương Thị Minh Xuân đang học ở trường Bổ Túc Công Nông. Mấy ngày sau, tổ chức bố trí cho vợ chồng gặp nhau. Mừng quá, đã 8 năm xa cách rồi. Thằng Dũng, đứa con lúc tôi di cư còn nằm trong bụng mẹ, lúc này đã lên 7. Chắc hẳn vì việc ấy mà tôi không đủ tiêu chuẩn về đoàn tàu không số sao? Anh xấu cười. Tôi được đi học trường Nguyễn Ái Quốc, sau đó lại vào chiến trường. Năm 1965, bà ấy tốt nghiệp bác sĩ, cũng được phân công đi B và vợ chồng tôi ở lại cho đến tận bây giờ. Tạm biệt anh Sáu Giáo, tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Đức ở phố Hùng Vương. Xe máy đang như mắc cưỡi, lạng lách, chen lấn, bóp còi, nhoan nhoáng đến chóng mặt quả là thời của tốc độ hình như ai cũng vội cũng gấp gáp những khuôn mặt vô cảm đanh lại họ sẵn sàng nổi xung chửi tục khi không may xe máy va quệt vào nhau và không ít kẻ đã ăn vạ làm tiền một cách ngoạn mục nhờ những va quệt đó va chạm rất không đáng kể chỉ cần nhoẻn miệng cười một cái xin lỗi nhau một câu coi như xong nhưng người ta đã không còn quen ứng xử như thế. Đây là cớ để xả nỗi ấm ức, bực dọc, dồn nén bởi những bất công ở cơ quan, những túng quẩn trong gia đình. Anh Đức chờ tôi nơi cửa. Chúng tôi đi lên lầu 2, phòng khách trên đó, mặt tiền cho người thuê kinh doanh. Ở tuổi gần 70, anh Đức vẫn khỏe, đỏ đắng rắn chắc phong thái của một thủy thủ từng lăn lộn trên sông nước trên yêu cầu còn có thể đi biển ngon anh cười nói vui nhắc tới những kỷ niệm thời làm lính anh ham lắm không riêng anh đức bằng các cuộc gặp tôi nhận ra rằng những ai từng qua cuộc chiến trong cái nóng bỏng nhộn nhạo xô chen cầu danh cầu lợi hiện tại những kỷ niệm quá khứ là luồng gió mát để phần nào được dịu lại, phần nào thanh thản. Tình người, nghĩa đồng đội, đức hy sinh, lòng vị tha của một thủa là chiếc gậy nhằm biếu vào mà chống chọi để đi nốt quãng đời còn lại. Chú muốn nghe chuyện vượt biển ra Bắc năm 1961 của thuyền Bến Tre phải không? Anh Đức trót nước ra chén hỏi Vẫn nhớ Những việc như vậy quên sao được Anh xấu giáo nói với chú rằng Ngày 1 tháng 6 Thuyền xuất phát hả? Đúng đó Chính xác hơn là buổi chiều 5 giờ chiều Tại một bến vắng Thuộc Cồn Tra, Thạnh Phong, Thạnh Phú Chú hỏi có lo không? Trời ơi Ai nói không lo là xạo thuyền nhỏ, máy không đủ sức đẩy, đường xa, sóng gió bất thường và lúc nào cũng có thể bị gô vô khám, sao không lo. Mạng mình là chuyện nhỏ, nhiệm vụ trọng đại, đảng giao mới là mối lo lớn. Phụ giúp chuyến đi, chỉ một bản đồ thu nhỏ, một la bàn cũ, hết. Gạo không nhiều, chỉ 50 kg, cá khô đủ ăn dè nước uống một phi và dầu dự trữ 180 lít. Đồ dùng, lưới cụ chất lên vừa đầy thuyền, còn chừng 3 mét vuông phía sau, sáu anh em thay nhau ngã lưng. Ra khỏi cửa sông, máy ì ra, không thắng nổi sức nước, đành căng buồm lên trợ phụ. Đêm đó mưa lớn, cơn mưa đột ngột kéo tới khiến chúng tôi không kịp xoay trở. Nước ngập lòng thuyền. Anh Nhung trùng tắm đi lông mỏng ngồi phía cuối cầm lái còn năm anh em thay nhau tác. Nếu để máy bị ngập coi như chuyến đi thất bại nên ai cũng ráng hết sức. Cần mưa hôm đó mới dai chứ lại gió nữa. Để giữ thuyền không bị lật đành hạ buồm xuống. Chừng nửa đêm, gió đỡ hơn, mưa tạm dần. Đói, rét, buồn ngủ, nhưng không thể nghỉ. Người tát nước, người sắp xếp mọi thứ đã ướt nhèm. Gần sáng, trời tạnh hẳn. Chúng tôi nhìn lên và nhận ra mình đã tới bà rịa. Bùm lại kéo lên, gió đẩy, máy đẩy, nhưng mỗi giờ cũng chỉ đi được 4 năm hải lý. Củi, gạo, cá khô, quần áo đều mang ra phơi. 11 giờ trưa mới nhóm được bếp, đói meo. Đêm đó, lẫn vào thuyền câu mực của dân, chạy miết, cứ hướng bắc mà đi, gần bờ, quan sát núi, xa bờ, lái thuyền, theo sao bắt đẩu. Ngày hôm sau, gió đông nam thổi mạnh, thuyền trồm qua, trồm tới, đã có người say sóng. Chiều, cho thuyền chạy sát bờ để xác định vị trí. Biết đã đến cà ná, mừng hết nói. Lại đi, thầy nhau ngủ, thầy nhau lái. Khó khăn tưởng đến vậy là hết cỡ. Ai về hôm sau, phát hiện ra phi nước ngọt rỉ sắc. Thôi vàng khè, lại thêm nước mặn tạt vào. Cực hết biết cũng đành nấu cơm và uống thứ nước lờ lợ đó thôi. Nhưng không ổn, triệu chứng đau bụng đe dọa chuyến đi, ăn vào lại thải ra hết. Sức khỏe mọi người giảm sút. Anh sáu giáo hội ý chi bộ, tôi đề xuất nên tạc vô bờ, kiếm nước ngọt và thực phẩm. Mình có giấy làm ăn hợp pháp, không ngại. Anh Sáu và anh Nam Kiệm nhất trí đến địa phận sông Cầu thuộc Phú Yên. Chúng tôi cho thuyền ghé sát thuyền đánh cá của dân, lần la hỏi chuyện. Rõ thuyền đi biển bị lạc, bà con thông cảm lắm. Có người còn sốt sắng rủ về nhà lấy nước và mua hộ thực phẩm. Ở vùng nào, dân mình cũng thiệt tốt, sống có nghĩa, có nhân. Nghỉ ở Phú Yên gần trọn một ngày. Đêm đó, chúng tôi kéo buồn dòng thẳng ra khơi. Ngày thứ Bảy, tức mùng 8 tháng 6, thuyền qua đảo Lý Sơn, chạy khoảng 30 giờ nữa sẽ đến vĩ tuyến 17. Đây là chặng đường cuối, cũng là chặng đường khó khăn nhất. Chúng tôi cho thuyền chạy thiệt xa bờ. Hôm đó, tất thảy đều hồi hộp, không ai ngủ. Ngày thứ 9, chúng tôi rõ là mình đã vượt qua cửa tùng thấy thuyền đánh cá ra khơi, treo cờ đỏ sao vàng, mừng ơi là mừng. Miền Bắc đây rồi, niềm ao ước bao ngày đây rồi. Chúng tôi thấp thỏm không yên, tự tin cứ hướng vô dãy núi xa mờ trước mặt, cho thuyền giáp tới. Hồ hởi, phấn khởi hết mức, vui, quên cả đói, quên cả mệt. 5 giờ sáng, ngày 11 tháng 6, gặp hai thuyền đánh cá anh sáu giáo là người miền bắc ngoắc vô hỏi thăm bà con cho biết đây là mũi ròn và đồng ý đưa chúng tôi vô bờ hơn tiếng sau sáu anh em được công an biên phòng hà tĩnh bắt bị bắt mà mừng quá trời khi đi anh mười khước có dặn rằng không được hở công việc cho bất cứ ai trừ các cán bộ cao cấp của đảng nên chúng tôi ngoan cố khai rằng thuyền đánh cá bị lạc hỏi mãi cũng chỉ câu ấy cuối cùng anh sáu đề nghị được gặp giám đốc công an tỉnh trời ơi đang bị nghi là biệt kích lại đòi gặp chỉ huy cấp cao ấy mà gặp thiệt như là chuyện không phải thế hôm sau nữa thì có xe con của trung ương vô rước sáu anh em ra hà nội đi suốt đêm luôn. Chúng tôi về phố Quang Thánh, ở nhà số 103. Chà, những chuyện như vậy, làm sao quên chớ? Rồi chuyện được gặp anh Ba Duẩn, anh Hai Hùng, tức đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Phạm Hùng và các đồng chí lãnh đạo khác của đảng ngay ngày hôm sau khi vừa chân ướt chân ráo đến thủ đô. Sao lại có thể không nhớ cuộc đời con người có những thời điểm để lại dấu ấn không phai mờ như thể chiếc đinh thuyền đóng vào gỗ phải không chuyện vượt biển ra bắc và được gặp các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng là khúc như vậy của cuộc đời tôi chuyện anh đức kể vui quá mãi nghe quên cả thời gian khi anh ngừng đã quá trưa anh có ý rủ ở lại nhậu lai rai. Tôi từ chối. Từ chối phần vì không quen nhậu, phần vì phải kiệm thời gian. Trước lúc chia tay tôi hỏi. Sau khi về đoàn tàu không số, bao nhiêu lần anh tham gia chở vũ khí vào Nam? Cũng trên dưới 15-16 chuyến lận. Nhiều chuyến đi suôn sẻ, nhưng không ít chuyến gặp địch phải hủy tàu vượt trường sơn trở về gian nan vất vả hy sinh lắm lúc ngẫm lại chẳng là kẻ hên hoang cũng có thể nói rằng quả có một giai đoạn anh em chúng tôi đã làm được điều ngoài cái khả năng bình thường của con người không chỉ là sự gian khổ thấp thỏm trong mỗi chuyến đi còn những mất mát khác phải chịu đựng phía sau mỗi người là bao níu kéo. Tôi hiểu ý anh và những mất mát ấy mới thực nặng. Trong một lần chở vũ khí vào Trà Vinh, Nguyễn Văn Đức nhận được tin xét đánh. Vụ thảm sát của địch vào thành phố hồi đầu năm 1964. Gia đình anh gồm mẹ, chị và hai đứa cháu hy sinh. Trước đó, Ba anh, người bí thư huyện ủy Thạnh Phú, bị bắt và bị đánh cho tới lúc chết. Vượt qua những nỗi đau ấy, thật chẳng dễ dàng. Lần này cùng Tô Hải Nam vào Sài Gòn, tôi có điện cho anh, hay tin anh chạy ô tô riêng đến nhà khách Hải quân tại đường Tôn Đức Thắng tìm. Nghe nói anh đang cùng mấy cháu mở công ty làm kinh tế anh rủ về nhà. Tôi cười khéo. Còn nhiều người cần gặp quá mà, anh Sáu. Vậy hả? Chú vội, thì không ép. Anh có cái này gửi chú xem qua. Anh dưới vào tay tôi mấy bài viết, ngồi một lúc nữa rồi ra xe. Hẹn lúc nào rảnh sẽ qua. Đêm đó, tại nhà khách Hải quân, tôi mở tài liệu anh Đức gửi và ghi tóm tắt thêm mấy điều về anh. Năm 1957 đến năm 1960, liên lạc xã rồi bí thư đoàn xã Thành Phong. Năm 1961, tham gia vượt biển ra Bắc. Tháng 10 năm 1961, biên chế vào đoàn 759, tức đoàn tàu không số sau này. Tháng 11 năm 1962, thủy thủ trên tàu Phương Đông 4 bí mật chở vũ khí vào Cà Mau. Tháng 3 năm 1963, thủy thủ trưởng tàu 69 chở vũ khí về quê hương Bến Tre, được thưởng huân chương chiến công hạng 3. Tháng 5 năm 1963, đi tàu 100 vào Trà Vinh. Năm 1964, biên chế về tàu 5 năm rồi tàu 43. Năm đó, đi 6 chuyến, 3 chuyến vào Cà Mau, 2 chuyến vào Bến Tre, 1 chuyến vào Trà Vinh. Năm 1965, đi 2 chuyến vào Cà Mau. Cuối năm đi học trường sĩ quan hải quân. Năm 1968, là thuyền phó tàu 43 chở vũ khí vào Quảng Ngãi, gặp địch phải hủy tàu rồi lội bộ vượt Trường Sơn về lại miền Bắc. Việc tàu 43 hai lần vào Quảng Ngãi và cả hai lần phải hủy là câu chuyện dài, lý thú liên quan đến nhiều người. Tôi sẽ hầu bạn đọc ở phần sau.